Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Lồng Đẹp. Để có thể tạo ra được một hiệu ứng image slide có đầy đủ chức năng Next Pre điều hướng đến các dấu chấm di chuyển nhanh trên màn hình cũng như tự động chuyển slide, thực ra không hề khó chút nào. Nếu mọi người thấy video này hay, đừng quên nhấn like và subscribe để cập nhật thêm nhiều video mới bổ ích nhé. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu nào. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một file HTML, CSS và một file app.js và mình đã nhúng thẳng các file này vào index.html rồi. Mình sẽ tạo ra một class slide làm khung cho form slide. Bên trong slide sẽ gồm các thành phần sau. Thành phần đầu tiên đó là list. List chứa danh sách các item, với mỗi item sẽ có một image. Mình sẽ tạo ra tầm 5 item. Thành phần thứ hai sẽ là class button, nơi chứa hai nút điều hướng next và please. Với hai button này, mình sẽ đặt cho nó những ID tương ứng. Sau cùng là dots, dùng để hiển thị các dấu chấm đại diện cho từng item slide, cũng như giúp chúng ta chuyển nhanh đến vị trí của slide mà chúng ta đang mong muốn. Nếu chúng ta có tận 5 item, vậy chúng ta phải có 5 dots là ID tương ứng. Giờ thì qua file CSS nè. Đầu tiên với body, mình sẽ cho body một margin căn lề bằng 0, một font family cho toàn trang là monospace. Đối với khung slide, mình sẽ cho nó một kích thước cố định width bằng 1300 pixel. Tuy nhiên với những màn hình có kích thước nhỏ hơn cái 1300 pixel này, ta quy định chiều dài tối đa của nó chỉ bằng 100% tỷ lệ màn hình theo chiều ngang, và với hair chiều cao 700 pixel. Theo mặc định thì cái class slide này sẽ nằm ở bên trái của cửa sổ trình duyệt. Để nó được căng vào giữa, ta chỉ việc thêm margin bằng auto, tức là căng lề tự động. Ở đây thì mình sẽ khai báo thêm cho nó một thuộc tính, đó là position relative. Thì mặc nhiên các class con đầu tiên là class list. Khi class list này được khai báo một thuộc tính đó là position absolute, thì khi này nó sẽ nhận vị trí của cha nó có position relative để căn chỉnh vị trí. Cụ thể, nó sẽ cách lề trên của cha nó 0 pixel, lề trái của cha nó 0 pixel. Hair chiều cao sẽ bằng 100% của cha nó. Với display bằng flash, các tấm hình của chúng ta sẽ được nằm trên cùng một hàng thay vì xuống dòng liên tục như hiện tại. Với width, chiều dài sẽ bằng max content, tức là chiều dài vừa bằng nội dung mà nó đang chứa. Tiếp đến là các image nằm bên trong, để các image bên trong này luôn nằm trọn vẹn trong một slide khi nó được hiển thị. Vậy mình sẽ cho kích thước của nó y chang như thằng khung slide. Width bằng 1300 pixel, tuy nhiên tối đa nó chỉ bằng 100% màn hình theo chiều ngang. Và với hair bằng 100%, tức là 700 pixel. Vì chúng ta đang cố ép size cho các tấm hình để vừa với một khung hình của slide, vì vậy với những tấm hình khác tỷ lệ sẽ bị bóp méo. Với Object Fix bằng Cover, hệ thống sẽ tự thu phóng hình ảnh để đảm bảo nó không bao giờ bị méo. Tiếp đến sẽ là danh sách button điều hướng. Mình cũng sẽ sử dụng Position Absolute. Thì khi này nó cũng sẽ nhận thằng slide với Position Relative làm mốc để căn chỉnh vị trí. Nó cách lề trên của thằng slide là 40% hoặc 45% đi. Cách lề bên trái của thằng slide là 5%. Kích thước width bằng 90% của cha nó. Với display bằng flash để sắp xếp các button này nằm chung một hàng. Justify content bằng space between để đẩy hai button này về hai phía.
Tiếp đến là các button nằm bên trong. Mình sẽ cho nó cố định một cái width bằng 50 pixel và height bằng 50 pixel để thành hình vuông. Sau đó với border radius bằng 50% để tạo thành hình tròn. Một background color màu trắng nhẹ. Với color màu chữ là màu trắng. Mình sẽ hủy đường viền mặc định đi với border bằng nanh, font family là monospace và in đậm chữ lên với font quen. Tiếp đến sẽ là danh sách các dots nằm trong class dots. Mình cũng sẽ sử dụng position absolute để khi này nó nhận thằng relative là mẹ, từ đó căn chỉnh vị trí và kích thước theo thằng relative. Nó sẽ cách lề dưới của thằng relative, tức là thằng slide, 10 pixel. Với color màu chữ là màu trắng. Cách lề bên trái của thằng slide là 0. Width bằng 100%. Margin và bezin lần lượt là 0. Với display bằng flash để dàn các dấu chấm bên trong thành một hàng. Và với justify content bằng center để căng các dấu chấm vào giữa màn hình. Với các thẻ LI, tức là các dấu chấm bên trong, mình sẽ cho nó một list style bằng nanh để xóa các hiệu ứng dấu chấm mặc định của trình duyệt đi. Thay vào đó, mình sẽ cho nó một cái width và height lần lượt là 10 pixel. Một background color màu trắng. Một margin để tạo ra khoảng cách giữa các dấu chấm là 20 pixel. Với border radius để bo viền bốn góc lại, mỗi góc 20 pixel. Mặc định thì khi vừa vào trang web thì cái item đầu tiên đã được hiện lên rồi. Vậy tương ứng với item đó thì cũng sẽ có một LI tương ứng đã ở trạng thái active rồi. Mình sẽ thêm class active vào vị trí của LI đầu tiên. Qua CSS, mình cũng tìm đến LI có class active và kéo dài width nó ra để tạo ra sự khác biệt với các thẻ LI còn lại. Bây giờ thì qua xử lý Java Trip, đầu tiên mình cần gọi lại các thành phần bên HTML mà mình cần xử lý. Thứ nhất là class list. Class list chính là class đang bao bọc tất cả các item. Mình sẽ sử dụng query selector. Mình tìm trong slide chọn đến class list. Thứ hai là danh sách tất cả các item. Chúng ta có rất nhiều item, vậy ở đây chúng ta không dùng query selector mà chúng ta dùng query selector or, số nhiều. Nó là các class item nằm trong class list. Thứ ba là danh sách các dấu chấm dot li. Chúng ta cũng có rất nhiều li, vì vậy chúng ta sử dụng query selector or. Chúng ta tìm các thẻ LI nằm trong class dots. Cuối cùng là hai nút next và pre điều hướng. Nó được nằm trong các ID tương ứng, vì vậy ta chỉ cần sử dụng get element by ID với tên ID tương ứng. Mặc định thì sẽ luôn có một item được hiện lên trên màn hình, tức là đang được active. Tính số thứ tự từ 0 trở đi. Mình sẽ chọn vị trí đầu tiên, tức là active bằng 0. Tương ứng với vị trí item đầu tiên. Mình giả sử khung màu đen hiện tại của mình đang chỉ đây chính là khung của slide. List sẽ chứa danh sách tất cả các item. Mỗi item sẽ có kích thước vừa bằng một khung hình của slide. Theo mặc định, vị trí active đầu tiên là vị trí 0. Tương ứng như vậy, item 0 là item đang được active, vậy nó sẽ nằm trọn vẹn trong khung hình của slide như thế này. Vậy nếu bây giờ người dùng nhấn nút next thì sao? Vậy tức là item đang được active phải là item tiếp theo, tức là item vị trí 1. Vậy chúng ta có một công thức như thế này nè. Chúng ta cần xác định được khoảng cách của lề bên trái list đến mép bên trái của item đang cần được active, tức là item 1. Đây, lề bên trái của list đến lề bên trái của item 1, item đang được active. Ví dụ khoảng cách này là 1300 pixel đi. Thì khi này á, ta chỉ cần dịch chuyển nguyên cái class list này về hướng ngược lại một khoảng cách là 1300 pixel luôn. Chúng ta sẽ dịch thử nha. Mình dịch nguyên một khoảng tương ứng 1300 pixel về sau. Vậy là item mà chúng ta vừa yêu cầu nó được active, tức là item 1 này, bây giờ nó đã nằm trọn vẹn trong khung hình của slide rồi.
Tương tự như vậy, nếu item 2 là item mà chúng ta được yêu cầu act thì sao? Đây, item thứ 2. Vậy thì khi này á, ta cũng chỉ cần việc tính khoảng cách từ map bên trái của list đến map bên trái của item thứ 2 thôi. Đây là map bên trái của list. Chạy dài đến map bên trái của item thứ 2. Ví dụ khoảng cách này đạt được là 2400 pixel. Thì khi này ta chỉ việc lùi nguyên class list này về bên trái 2400 pixel. Thì tự nhiên khi này vị trí của item thứ 2 sẽ nằm trọn vẹn trên khung hình của slide luôn. Vậy ở đây chúng ta sẽ rút ra một công thức cố định trước khi chúng ta thực hành. Đó là với item nào được act thì chúng ta chỉ cần việc tìm khoảng cách từ map bên trái của class list đến map bên trái của item đang được act, rồi sau đó dịch chuyển class list về phía bên trái với một khoảng cách tương ứng là xong. Bây giờ ta tiến hành như sau. Khi người dùng click chuột vào nút next, ta sẽ tiến hành chạy một function. Trong function này, mình sẽ tăng act lên 1, tức là thay đổi vị trí act của item lên vị trí tiếp theo. Sau đó mình sẽ tiến hành chạy một function reload slider. Thì trong cái function reload slider này, mình sẽ tiến hành xử lý tính toán theo lý thuyết khi nãy của chúng ta. Với check left chính là khoảng cách từ map bên trái của class list đến map bên trái của item đang được act bằng, mình sẽ gọi lại biến items. Mở ngoặc vuông, mình lấy vị trí đang được act và kiểm tra giá trị của offset left. Ví dụ như check left trả về kết quả là 1300 pixel đi. Vậy thì ta chỉ việc di chuyển nguyên class list sang bên trái 1300 pixel thì item đang được act sẽ nằm trọn vẹn trên khung hình của slide. Vậy bây giờ ta sẽ gọi đến class list. Chọn đến style, dịch chuyển nó về bên trái một khoảng vừa bằng check left. Vì là dịch chuyển theo hướng ngược lại nên phải có dấu âm đứng trước nha. Và đừng quên đơn vị pixel. Nó đã tăng được rồi, tuy nhiên ở đây nó tăng mãi không dừng lại bởi vì cứ ấn vào nút next là nó cứ cộng 1 mãi mà. Nhưng mà item của chúng ta thì có giới hạn, ví dụ như bài này mình chỉ có 5 item thôi. Vậy bây giờ mình cần tạo ra một biến có tên là len item, với item.len chính là số lượng item mà ta có. Tuy nhiên ở đây mọi người để ý nha. Số lượng trong JS nó đếm từ 1, ví dụ như bài này mình có 5 item đúng không? Vậy thì item.len nó trả về kết quả là 5. Nhưng số thứ tự được tính trong JS á, lại bắt đầu từ 0, điển hình là vị trí act đầu tiên của mình chính là item 0 mà đúng không nào? Cụ thể là như thế này nè, mọi người thấy không? Ví dụ mình đang có 3 item nhưng đếm từ 0, 1, 2, vậy với 3 item, số thứ tự tối đa nó đạt được chỉ là 2 thôi. Và chúng ta phải trừ đi 1 để nó đếm được 0 mà. Vậy bây giờ khi người dùng nhấn vào nút next, ta tiến hành tạo ra một câu điều kiện như sau. Nếu vị trí act hiện tại mà cộng thêm 1 mà lớn hơn số thứ tự tối đa, tức là không còn item nào thỏa mãn cho vị trí này nữa, thì mình sẽ cho nó chạy lại từ đầu, tức là vị trí act về 0. Thì nó chạy lại từ đầu thôi. Còn nếu nó vẫn thỏa mãn, tức là vị trí act cộng 1 vẫn có tồn tại, thì chúng ta cứ cộng bình thường. Nút next bây giờ đã hoạt động tốt rồi, cứ chạy hết nó lại chạy về cái đầu tiên rồi chạy lại. Để tạo ra hiệu ứng di chuyển đẹp hơn cho cái class list này nè, thì mình qua CSS, mình khai báo thêm một thuộc tính đó là transition và class list để quy định thời gian tạo ra hiệu ứng cho nó trong vòng 1 giây. Khi vị trí act của item được thay đổi thì vị trí dấu chấm ở trạng thái act đại diện cho vị trí đó cũng cần phải được thay đổi theo. Ví dụ như item thứ 2 được act thì dấu đốt li thứ 2 cũng phải được act. Thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là xóa hiệu ứng act ở vị trí li cũ đi. Ta sẽ tìm đến cái dấu chấm li act cũ bằng query selector. Tìm đến thể li đang nằm trong class dos và mang trong mình class act. Sau khi tìm được, ta xóa class act của nó đi bằng cách remove class list.
Tiếp đến là việc add cho vị trí mới. Đầu tiên mình sẽ gọi lại cái danh sách tất cả các đốt lợi. Chọn đến vị trí add mà item đang được add. Ví dụ như vị trí add của item là slide thứ 2 đi, thì vị trí đốt lợi mình cần lấy cũng là thứ 2. Sau đó mình sẽ thêm class add vào đây. Nó đã hoạt động được rồi. Để tạo ra hiệu ứng ST cho các thể LI này mượt mà hơn, mình cũng sẽ thêm thuộc tính Generation 1 giây để quy định thời gian tạo ra hiệu ứng cho nó. Tiếp đến là nút Freeze. Ngược lại với nút Next, khi người dùng nhấn vào nút Freeze, ta sẽ trừ ST đi một đơn vị để lấy vị trí trước đó làm vị trí ST mới. Ta cũng sẽ có một câu điều kiện như sau. Nếu vị trí ST trừ đi 1 mà nhỏ hơn 0, tức là không còn một vị trí item nào tương ứng cả, tại vì vị trí nhỏ nhất của item đạt được là 0 thôi, thì khi này ta sẽ lấy vị trí cuối cùng làm vị trí ST mới, tức là length item. Còn mà nó nếu vẫn đang thỏa mãn thì ta chỉ việc lấy vị trí ST mới bằng vị trí ST cũ trừ đi 1 thôi. Đừng quên gọi lại function reload để nó tiến hành cập nhật lại vị trí item mới trên màn hình. Tiếp đến là việc xử lý các nút đốt LI. Khi người dùng click vào bất kỳ một nút đốt nào thì vị trí item tương ứng sẽ được add lên luôn. Với đốt chính là danh sách tất cả các nút LI. Mình cho nó tiến hành chạy một vòng for để lấy toàn bộ danh sách LI đó ra. Đặc biệt quan trọng, case chính là vị trí tương ứng của những thể LI đó. Khi này, với mỗi thể LI, mình tiến hành cho nó lắng nghe một sự kiện với app Event Listen. Sự kiện đó là sự kiện kích chuột. Khi hệ thống lắng nghe được sự kiện này, nó sẽ tiến hành chạy một function. Trong function này, mình sẽ gán vị trí ST của item bằng chính vị trí của thể LI vừa được kích chuột, tức là thẻ K. Rất ngắn gọn đúng không nào? Sau khi tìm được vị trí ST tương ứng, ta lại tiếp tục gọi lại function reload để nó tiếp tục làm mới màn hình slide hiện tại. Tiếp đến là công đoạn tính toán cuối cùng. Slide cần tự động chuyển động theo một thời gian quy định mà không cần người dùng click chuột. Mình sẽ tiến hành tạo ra một biến có tên là Refresh Slide. Với Set Interval chính là hàm quy định hành vi được lặp lại. Hành vi mình muốn được thực hiện ở đây đó chính là hành vi click vào nút Next. Hành vi này sẽ liên tục được lặp đi lặp lại sau 3000 mili giây, tức là 3 giây. Có phải khi bình thường chúng ta nhấn vào nút Next thì slide sẽ được chuyển động để add vị trí item tiếp theo được không nào? Còn bây giờ chúng ta không cần nhấn luôn, cứ sau 3 giây nó sẽ tự động nhấn cho mình. Vậy là bây giờ cứ tầm 3 giây nó lại tự add cho vị trí slide item tiếp theo. Tuy nhiên ở đây mọi người chú ý nha, nó có một vấn đề phát sinh rất nghiêm trọng. Khi mình nhấn vào nút Pre để add vị trí item trước đó, thì nhờ hiệu ứng 3 giây kia, vị trí add tiếp theo đã được hoạt động luôn mà không cần chờ đến 3 giây nha. Nó hoạt động ngay lập tức luôn. Nguyên nhân là như thế này, cứ sau 3 giây nó lại tiếp tục hành vi lặp lại chuyển slide tiếp theo một lần. Khi chúng ta nhấn vào các nút khác để chọn các item khác được hiện lên á, thì nó cũng không đếm lại từ đầu đâu nha. Nó vẫn đếm tiếp tục. Ví dụ nó đã đếm được 2 giây rồi, thì khi này mình nhấn vào bất cứ một nút nào như nút Pre, nút Next hay là các đốt LI để chọn các item active mà mình mong muốn á, thì chỉ cần 1 giây sau thôi là đủ 3 giây, nó lại tiếp tục hành vi lặp lại chuyển slide kia. Nên nó sẽ tạo ra một hiện tượng là vừa chuyển đến slide này chúng ta chưa kịp nhìn thôi thì nó đã bị tự động chuyển sang slide tiếp theo. Vậy để khắc phục được tình trạng này, khi người dùng vừa chuyển slide xong, trong reload slide mình gọi một cái hàm gọi là clear interval để xóa hành vi lặp lại này đi. Và khai báo nó lại một lần nữa bên phía dưới để nó đếm lại từ đầu thay vì tiếp tục đếm. Tức là như thế này, ví dụ nó đang chạy được 2 giây rồi mà người dùng nhấn vào một nút nào đó để hiện lên item active mà họ mong muốn, thì khi này bộ đếm phải bắt đầu chạy lại từ đầu.
Đó, mọi người thấy không nào? Cái chức năng tự động chuyển slide hiện tại nó đang hoạt động rất tốt. Khi chúng ta click vào các nút điều hướng để chọn lấy item slide hiển thị tương ứng á, thì sau 3 giây nó mới tiếp tục chuyển slide tự động tiếp. Tốc độ chuyển slide hiện tại là 3 giây, với mình là nó có phần hơi nhanh, vì vậy mình sẽ tăng nó lên tầm 5 giây để nó sẽ chuyển slide một lần. Bây giờ khi mình mở full màn hình ra thì cái khung slide của mình có kích thước nhỏ hơn kích thước màn hình của mình, vì vậy mình có thể thấy được những cái góc nhỏ của các item khác ngoài item đang được active. Để khắc phục được trường hợp này, mình thêm overflow bằng hidden vào thẻ class slide, thì khi này những thành phần item nào đang nằm ngoài khung mình sẽ bị ẩn đi. Còn đối với những màn hình quá nhỏ thì sao, như màn hình trên mobile chẳng hạn, một kích thước nhỏ như thế này thôi, thì mình thấy hiện tại cái khung slide của mình nó bị quá dài đi. Vậy ở CSS mình chỉ việc thêm một media để quy định response size. Cụ thể là như thế này. Với những màn hình nào có kích thước tối đa là 768 pixel trở xuống, tức là mobile, thì class slide này mình quy định cho nó một cái he chiều cao chỉ tầm 400 pixel thôi. Vậy là toàn bộ nội dung của bài tập ngày hôm nay đến đây là hết. Nếu gặp khó khăn ở bất cứ công đoạn nào, hãy cứ việc comment, mình sẽ giải đáp. Ngoài ra, nếu thấy video này hay, đừng quên cho mình xin một subscribe, một like để mình có thêm động lực làm nhiều video mới hơn nữa nhé. Còn giờ thì tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau. Mình là Lùng Đen.